Tuy là chúng bé nhưng dư sức nút quả trứng to chà bá này, chúng mở rộng hàm hết sức như loài trăn và ra sức nút quả trứng. Việc nuốt một quả trứng khó hơn nuốt một con chuột cùng kích thước rất nhiều, vì trứng thì nó tròn và rất trơn. Sau một hồi vật vã trong lo lắng thì nó đã nuốt được quả trứng. Chúng sẽ co thắt những bó